Theo ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, trong năm 2019, thành phố có kế hoạch thông qua 1.686 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích hơn 5.500 ha. Các đại biểu cũng thống nhất điều chỉnh giảm 23 dự án thu hồi đất trong năm 2019 với diện tích 51,18 ha và 4 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 với diện tích 4,3 ha. Thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội là 634 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2019 với diện tích là 2013,91 ha, 300 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bổ sung năm 2019 với diện tích là 492,02 ha. Ngoài ra trong phiên họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng nhấn nút thông qua các nghị quyết đáng chú ý khác như nội dung chi chăm sóc nuôi dưỡng các bệnh nhân phong đã khỏi bệnh, quy định chi thẩm định công nghệ, quy định chi ngân sách đặc thù đối với đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo không có khả năng thoát nghèo, tăng học phí đối với một số cấp học.